Trong thời gian gần đây, giá dầu thô vẫn giành được rất nhiều sự chú ý của giới đầu tư trong nước và đóng vai trò dẫn dắt toàn thị trường hàng hóa. Cụ thể là phiên ngày 7 tháng 9, giá dầu WTI trên sở NYMEX đã giảm 1,4% và xuống còn 68,3 đô la Mỹ một thùng. Và giá dầu Brent thì giảm 0,7% xuống 71,7 đô la Mỹ một thùng. Giá các mặt hàng liên quan như khí tự nhiên và xăng pha chế RBOB cũng đồng loạt giảm mạnh. Việc chỉ số đô la index, chỉ số đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ tăng trở lại sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp đã gây sức ép lên giá các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này, mà trong đó tác động lên dầu thô là lớn nhất. Ngoài ra, trên thị trường cũng có nhiều lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong quý tư năm nay có thể khiến nhu cầu sử dụng dầu thô không nhiều như các kỳ vọng trước đó. Ngày hôm qua, ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2021 từ 6% xuống còn 5,7%. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, việc Ả Rập Xê Út giảm giá bán đối với tất cả các sản phẩm dầu thô ra thị trường châu Á trong tháng 10 đi ít nhất 1 đô la Mỹ một thùng cũng là tín hiệu cho thấy mức tiêu thụ năng lượng tại khu vực này đang suy yếu. Chuyển sang thị trường nguyên liệu công nghiệp, nơi duy nhất xuất hiện sắc xanh trong ngày hôm qua với mức tăng gần 1% của giá cà phê Robusta trên sở London. Giá cà phê Arabica cũng tăng 0,5% và lên mức 4.275 đô la Mỹ một tấn. Lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến cho giá Robusta liên tục tăng mạnh. Theo ghi nhận tại Tây Nguyên, chi phí sản xuất cà phê đang tăng mạnh từ 50-70% do thiếu nhân công vì giãn cách xã hội. Trong khi đó, nông dân cũng không bán được nhiều hàng như bình thường. Điều này cũng đang đẩy các nhà sản xuất cà phê vào thế khó, mặc dù nếu như nhìn vào giá thì có vẻ như đang theo chiều hướng thuận lợi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tối hôm nay.